Xin chào anh em, các bác, các chú đã quay trở lại với kênh YouTube của MC Đồng Hồ. Hôm nay thì MC về thêm được 5 chiếc con mẫu Orestar bản xanh ngọc lục bảo, và em về thêm được 5 chiếc bản Orestar bản Open Heart để mi vàng. Hôm nay thì em về được 10 chiếc của cái phiên bản Orestar Open Heart nhá. Thì anh em và các bác chú nào mà quan tâm đến cái dòng Orestar Open Heart này thì có thể liên hệ sớm qua cho MG để đặt hàng với một trong số những cái mẫu ngày hôm nay. Em về được tổng là 10 chiếc, gồm 5 chiếc mặt trắng demi vàng và màu xanh ngọc lục bảo, cũng theo yêu cầu của rất là nhiều anh em. Thì yêu cầu em nên một số những cái mẫu hàng của Orestar bản mới nhất version 2 bản 50 Ticot thì em về được, và cũng nên video luôn để cho anh em có thể là cập nhật được về cái mức giá cũng như là về cái tình trạng hàng nhé. Ở đây thì em đã bóc bóc ra cái vỏ của nó ra sẵn rồi, thì em sẽ quay chi tiết và trực tiếp cho anh em xem để anh em có thể là thấy rõ được nhất về cái tình trạng hàng để anh em yên tâm và mua hàng nhé. Đây, đầu tiên thì em nên cho anh em cái con Orestar bản mặt trắng demi vàng, thì em sẽ giữ cho anh em một cái mức giá ổn định nhất. Mã của chiếc này là RE-AT0004F thì em về thêm được nhá. Chiếc này thì em về thêm được, và chiếc này thì có thời điểm em bán mức giá là 8 triệu cơ, mức giá rất là cao. Thì đợt này thì em về được giá tốt nên là em cũng để cho anh em một cái mức giá nó cũng vừa thôi. Nên là bản Orestar bây giờ thì mức giá nó bằng một con Sun and Moon đợt trước thôi. Mức giá của con này mặt trắng để mi vàng thì em để cho anh em mức giá là 7 triệu 700 nghìn anh em nhé. Hàng mới chưa qua sử dụng, nộ cơ với 50 giờ tích cót. Chiếc này thì anh em mà mua tại giá hãng nhé, đâu đó phải hơn chục triệu đấy, khoảng độ tầm 18 đến 19 triệu, có lúc lên phải tầm 21 đến 22 triệu phiên bản hàng mới nhé. Và các store tại Việt Nam thì anh em không bao giờ mua được với mức giá là khoảng độ tầm 7 triệu 7 như bên em đâu. Mua hàng hãng tại Việt Nam thì không bao giờ mua được, mà tại những cái đại lý phân phối chính hãng ủy quyền của Oren thì anh em không bao giờ mua được cái mức giá như này. Chỉ có bên em Duy thì sẽ cam kết cho anh em, thứ nhất là mức giá nó rẻ nhưng mà về chất lượng hàng thì nó phải đảm bảo anh em ạ. Khi mà anh em nhận hàng thì sẽ được bóc hàng và kiểm tra hàng nhé, phải đúng mẫu mã, đúng sản phẩm, đúng bản mặt trắng để mi vàng nộ cơ thì anh em thanh toán cho bên em Duy. Đấy, em Duy có ship code ra các tỉnh. Và em là ở Hà Nội, địa chỉ của em là ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Thì anh em và các bác chú nào mà ở quanh quanh Hà Nội muốn đến nên ta trực tiếp thì có thể liên hệ qua cho em Duy sẽ gửi địa chỉ chi tiết cho anh em. Đến nên ta trực tiếp, em có rất là nhiều những cái mẫu hàng khác, hàng mới rồi là hàng nước thì em cũng có Oren, Seiko rồi Citizen em cũng có đầy đủ nhá. Trước này giao lưu cho anh em mức giá là 7 triệu 700 nghìn hàng mới. Ngoài ra thì em sẽ nên cho anh em thêm một chiếc nữa bản xanh ngọc lục bảo. Đây, mẫu này thì rất là hot, mẫu này thì em bán hết rồi. Thì em về thêm được duy nhất là 5 chiếc. Hiện tại thì em còn 5 chiếc này là hàng mới về. Thì em còn 5 chiếc thì muốn giao lưu cho anh em mức giá chiếc này là 7 triệu rưỡi nhá. Hàng mới chưa qua sử dụng với 50 giờ tích cót. Hai chiếc này thì nó cùng chung cái dòng máy và nó chỉ khác nhau với cái màu mạt thôi. Còn cái màu xanh ngọc lục bảo thì đây là cái màu rất là hiếm rồi. Rất là hot hàng và gần như là trái hàng luôn. Em về đợt trước thì em về được đâu đó là 30 hơn 30 chiếc mà em bán hết rồi. Đợt này thì em về chỉ về được có 5 chiếc thôi. Đấy, hàng thì về cái số lượng hàng em về rất là nhiều nhưng mà cũng được cái sự tin tưởng ủng hộ của các bác nên là hàng nó đi cũng rất là nhanh. Con xanh ngọc lục bảo này, ở bản này thì nó sẽ có cỗ máy này F6R4 này, kính sapphire 50 giờ tích cót nhá. Đấy, mặt rất là đẹp luôn. Size 39.3 thì anh em và các bác chú nên cổ tay cho em Duy đâu đó khoảng độ tầm 10 năm là anh em đã đeo được rồi. Đấy, size rất là nhỏ thôi, nhỏ gọn dễ đeo. Và chiếc này thì nó có dạ quang nhá, Orestar bản này nó có dạ quang. Thì anh em và các bác chú nào mà cần dạ quang này, thích một cái thiết kế dây kim loại đó, và nộ cơ đấy, nhìn nó hiện đại thì anh em có thể là lựa chọn cái phiên bản này với 50 giờ tích cót tối đa. Đấy, 50 giờ tích cót thì đây là một cái thời gian tích cót khá là lâu đấy, nên là anh em dùng thoải mái. Nói chung là chiếc này thì nếu như mà anh em đeo thường xuyên thì gần như chúng ta chả cần phải nên có tai đâu, nó có cái chức năng đó là nên có tự động cho anh em rồi. Đấy, kính là kính sapphire nhá, chống trầy xước gần như là tuyệt đối cho anh em rồi. Nó size 39.3. Núm chỉnh của con demi vàng này cũng rất là đẹp này. Đấy, nó thiết kế một cái tông màu vàng hồng pha giữa cái màu mặt trắng có chải tia ở trên cái phần mặt. Còn cái màu xanh ngọc lục bảo này thì em cũng đã lên rất là nhiều những cái video rồi, thì giao lưu cho anh em mức giá là 7 triệu rưỡi nhá. Đây, hàng mới siêu dây, siêu khóa rồi siêu mặt đáy em vẫn còn. Ở phần mặt sau thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin như là cái búa văng của Orestar này, Made in Japan, sản xuất và lắp ráp tại Nhật, cỗ máy này F6R4. Và có tờ xít tường chống nước của chiếc này đâu đó là 13, tương đương với 100m này. Stainless steel tân thép không gỉ, front sapphire crystal, kính sapphire nguyên khối cho anh em. Đấy, anh em thì rất là nhiều những anh em và các bác các chú nè,
cần một con hàng nội địa Nhật, phải là mới, chưa qua sử dụng Nifun Book, thì hộp sổ thẻ của chiếc này em có đầy đủ nhá. Ở đây thì em chỉ nên khai, em vừa mới về và em nên khai luôn cho anh em. Hộp sổ thẻ đầy đủ này, khi anh em nhận hàng là sẽ có hộp sổ và thẻ và sẽ có hóa đơn bảo hành ở bên em, nên là anh em cứ yên tâm. Mã của cái con xanh ngọc lục bảo là RE-AT0002E cho anh em nào mà cần tìm nhá. Hàng mới Nhật nội địa. Đấy, hàng mới luôn, 100%. Anh em nhận hàng không một vết chảy xước luôn anh em nhá. Đấy, và anh em và các bác chú nào mà quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ sớm qua cho em Duy qua Zalo là 0347 808 219, hoặc là liên hệ trực tiếp qua số máy này. Em Duy sẽ tư vấn cho anh em những cái mẫu đồng hồ đẹp nhất và hot nhất anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo.